Thôi lắp cái bộ từ nhé. Ở đây, quay qua. Có 4 sợi dây. Rất từng sợi ra. Rồi, ok, xong quay qua bên đây. Ở đây 1 2 bây giờ 1 2 3 4 ngàn, nó có 4 cái ngàn. Bây giờ đây ở đây nó hai bên đây. Bên đây trái có 1 ngàn, bên đây phải có 1 ngàn. Rồi, một tay đè cái ngàm này, một tay đè cái ngàm trước. Rồi góc bên này một tay đè ngàm trước. Rồi, ở trong này là có ngàm đen đúng không? Một tay bóp ngàm, tay đè ngàm đen xuống. 1 2 hai cái. Qua bên đây. Một tay cũng bóp ngàm đen. Đè ngàm đen xuống. 1 2. Đó, khi nó đã thoát ra cái ngàm rồi, lắc nhẹ nó. Xách cái cục này ra qua một bên, để nó qua một bên. Rồi, quay qua tới đây. Ở đây nó có sợi dây màu đỏ, cái dắt màu đỏ. Rất cái dắt rồi. Lắc ghim vô cũng vậy. Lắc ghim vô thì đè lắc rồi ghim thôi. Đấy, rồi rút ra trước. Rồi. Rồi, rồi. Ở đây nó có một cái con ốc. Đó là cái bát để giữ được cái cụm từ. Rồi, lấy được con ốc ra. Đó xuống. Lòm tay. Kéo cái bát ra. Lấy bát ra ngoài. Ở trong đây nó có cái ngàm. Đó là cái bát giữ rung màu xanh. Lấy ra. Rồi. Khó quá thì lấy luôn cái cục màu đen ra luôn. Đó, nó có khoảng trống để tay cầm ở giữa. Cái tay cầm ở giữa. Lắc nhẹ nó đi lên trên đây. Để ý cái đầu này nó phải thoát ra được như thế này nè. Đấy. Rồi lắc đưa nó ra. Luồn nó ra. Đấy, rồi lấy được cái cụm từ ra. Rồi thay vào cũng vậy. Khi anh lấy ra ngoài rồi thay vào thì cũng phải đưa bên đây trước. Rồi. Lắc lại nó vào. Để giữ ở đây có lò xo nè. Để ý cái lò xo. Cái miếng sắt này nó sẽ chạm vào cái lò xo thế này. Đó. Nó sẽ sát thế này, rồi bắt đầu mình bắt ốc lại. Cái bát. Đó, cho nó sát, bắt đầu mình bắt ốc lại. Rồi, mình ghim dắt luôn. Đấy, ghim dắt xong rồi. Lắp này vào. Ngày để ngang nhé, để ngang nhé. Rồi, cho nó cân bằng. Rồi, lấy ngay. Cái thiết kịch cái là xong, kim mới dây lại, bỏ miếng bát vô.